Thì mình là cái lúa của mình đó là sử dụng phân con lười đó. Thì bà con xem cái lúa của Yêu Điền nó đang tốt hột và dòm thấy nó bóng nè con. Bữa nay nước nó giật xuống còn chừng tắc rồi bà con. Vụ hổm nó tầm khoảng cỡ 3 tắc mấy 4 tắc. 3 tắc mấy 4 tắc rồi con. Từ ngày mà 30 mấy ngày 40 ngày tới khi mà tới hiện tại á, thì nước luôn luôn nào từ cũng từ 3 tắc tới 4 tắc hết, cho nên là lúa mình nó nhóng quá cao bà con. Thì Vũ Điền xài phân con lười này hiệu lười của công ty Mùa Vàng đó bà con. Phân bón công nghệ sinh học thông minh nhả chậm hiệu lười của công ty Mùa Vàng. Vũ Điền đã xài 8 năm rồi nha con.